Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em sẽ cập nhật cho tất cả quý cô bác anh chị mình thông tin về cái dự án là MemePhi. Cụ thể là họ đã dời cái ngày lít sàn anh chị. Ha, vậy em sẽ cập nhật các thông tin liên quan, thời gian lít sàn và các điều kiện ERP mà họ có thể đưa ra để trả ERP cho chúng ta nha. Hôm bữa em cũng có đưa ra một cái nhận định đó là khả năng cao của cái dự án này sẽ dời cái lịch lít sàn, và thật sự là đúng vậy anh chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm thông tin. Cô bác chị mình sẽ vào trong cái nền tảng X cùng với em ha. Chúng ta vào, chúng ta gõ cho em cái chữ là MemePhi. Đây là kênh của họ. Cách đây 14 giờ họ có một cái bài viết cũng khá là dài, thì chúng ta sẽ đọc ha. Làm rõ về danh sách TGE và ERP, tất cả các lá bài trên một trên bộ bài ha. Chúng tôi hiểu mong muốn minh bạch của bạn. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là thưởng cho bạn theo cách mà bạn xứng đáng nhất. Với hàng triệu người chơi tham gia và một số ví dụ về thiết kế ERP đã sai trước mắt, chúng tôi đang học hỏi từ những sai lầm của người khác để mang lại kết quả tốt nhất có thể. Một số yếu tố bên ngoài bao gồm sự liên kết hệ sinh thái và các điều khoản niêm yết đã kéo dài quá trình này trong một thời gian. Mục tiêu của chúng tôi là niêm yết trong những hoàn cảnh phù hợp nhất khi xét đến nhiều yếu tố bao gồm sự liên kết hệ sinh thái, các sàn giao dịch tốt nhất và mô hình ERP sẽ thưởng cho những người dùng trung thành nhất. Chúng tôi sẽ tặng 90% nguồn cung cho cộng đồng, không có mùa thứ hai, không vắt sữa. Thì một, tổng cung của dự án này là 10 tỷ, huy động được là gần 10 triệu đô la và chạy trên cái nền tảng là Clean. Và 90% tổng nguồn cung sẽ dành cho cộng đồng phân phối một lần một đó, nên là những cái điều kiện đó thì thấy nó cũng ok đó anh chị ha, cũng ok. Và hiện nay á là họ cũng đang chờ cho thị trường nó ổn, tức là sao cho một cái thị trường nó có màu xanh trở lại, chứ họ cũng không có dám click vào cái thị trường mà nó còn cái giai đoạn chưa có ổn định anh chị ha. Nói chung đeo họ thì cũng phải tính toán để dự án mà thành công, thì chúng ta là những người tham gia ERP thì mình cũng kiên trì chờ đợi anh chị nha. Chúng tôi đang tập trung vào việc đạt được chính xác điều này, tạo ra môi trường ra mắt tốt nhất và không chấp nhận kế hoạch B. Chúng tôi sẽ chia sẻ những gì chúng tôi có thể xác nhận ngay bây giờ. Anh chị sẽ đọc cái này nha. Một, MemePhi sẽ sớm niêm yết trên 6 set hàng đầu. Thì 6 set hàng đầu theo như họ nói thì chúng ta cũng sẽ em sẽ cho anh chị xem luôn. Set CEX đó là cái sàn tập trung, tức là những cái sàn mà nó có app trên CHLA hoặc là Upsell. Còn cái sàn DEX là JEX, đó là cái sàn phi tập trung, nó là dạng trên web. Chúng ta chỉ cần liên kết ví vào đó và chúng ta giao dịch là ok, không cần xác minh gì hết ha. Anh chị nắm cho người mới nha, người cũ thì quá gành. Thì bây giờ em sẽ vào cái sàn giao dịch. Thì ở đây top 6 sàn giao dịch hàng đầu thì em nghĩ từ 1 đến 6: Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Upbit, HTX. Còn nếu mà nó xuống nữa thì chúng ta cũng sẽ nằm thấy những cái sàn như là Karen, Get.io, Bitfinex, KuCoin, Met, BitGet, Crypto.com ha. Đó là các sàn. Thì đó là chỉ là cái em đưa cho anh chị tham khảo nha. Cộng một đang xác nhận là khả năng cũng có thể là Binance, tại vì cái dự án này nó cũng là tiềm năng và nó cũng là đời đầu, nên cái việc ăn chia cái thị phần cộng đồng thì Binance nó cũng sẽ không bỏ qua đâu chị. Và đặc biệt cái dự án này nó dành 90% cho cộng đồng, đó là một trong những tiêu chí hàng đầu của cái sàn Binance để được list ha. Tổng mô quy mô dự án được cũng khá là ok rồi. Rồi, hay là việc niêm yết đang được đẩy lùi đến ngày 30 tháng 10. Hôm bữa thì họ thông báo là ngày 9 tháng 10, nhưng mà bây giờ là đẩy lùi đến ngày 30 tháng 10. Thì ở đây có hai trường hợp. Một là đeo họ đang thương lượng với các sàn chưa có chấp nhận hết. Cái thứ hai là thị trường chưa ổn. Cái thứ ba nữa cũng có thể là một phần để họ thu hút cái gì thanh khoản ở đây là từ cái việc chúng ta điểm danh to hàng ngày nè, rồi chúng ta tham gia cái chương trình như là Lamborghini hay là các chương trình khác. Nói chung là dạng cũng có thể là đeo họ hút máu cộng đồng, hoặc là họ sẽ lấy thanh khoản để chia để họ trả cho chúng ta ERP ha, kiểu vậy. Nói chung có nhiều yếu tố anh chị nha, đó là một trong những yếu tố mà có thể xảy ra. Ba, tiêu chí đủ điều kiện sẽ có số lượng xu, nhưng sẽ có các hệ số nhân và tiền thưởng từ việc tương tác với nhiều khía cạnh của hệ sinh thái MemePhi, bao gồm cả testnet org. Ở đây họ nói này, tiêu chí đủ điều kiện là số lượng xu, tức là sao? Ít nhất là chúng ta phải có cái đồng xu.
chúng ta mới nhận được error. Nhưng nhiều hay ít á, là phụ thuộc vào là hệ số nhân nè, tức là nhiều hay ít á, là phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta tham gia các nhiệm vụ hàng ngày, tuần hay tháng, các nhiệm vụ điểm danh, các nhiệm vụ như là xem video YouTube, nói chung là các nhiệm vụ mà hôm bữa có chia sẻ rồi đó mọi người. Thì anh chị nào tham gia được nhiều nhất có thể thì càng tốt, chứ cái số lượng token cần khai thác nó chỉ là một trong những tiêu chí được nhận airdrop nha. Ví dụ như em khai thác 100 tỷ mà em làm có 2 3 nhiệm vụ, anh chị khai thác có 10 tỷ mà anh chị làm rất nhiều nhiệm vụ, thì hệ số nhân của anh chị có thể là nhân 2 nhân 3 lên, anh chị có thể là hơn em luôn, kiểu vậy. Còn cái chỗ mà bao gồm cả testnet OG thì em chưa hiểu lắm, em chưa hiểu lắm cái chỗ này. Tiêu chí sẽ tập trung vào việc giúp bạn một người chơi meme phi trung thành đủ điều kiện để nhận được phân bổ tối đa bao gồm tiêu chí core và bonus. Core là cái phần lõi á, là cái phần tốc cần chúng ta khai thác, cái điểm chúng ta khai thác được, và bonus là cái phần thưởng thêm từ các nhiệm vụ liên quan. Chúng tôi sẽ cắt giảm bot ha, họ sẽ quét bot và loại bỏ bất kỳ người tham gia nào đã kiếm được điểm một cách không trung thực, tăng phân bổ trung bình cho mỗi người dùng. Nói chung cái việc lập bot này mang tính tương đối anh chị, có những người họ khéo, họ kỹ thuật cao thì họ sẽ chip được, có những người chúng ta vô tình, chúng ta giống như chúng ta solo á, hoặc là chúng ta có giới thiệu mà ở một cái mức độ nào đó họ quét á, thì cũng có khi là chúng ta người thật việc thật mà lại bị dính, thì đó cũng là hên xui anh chị, gọi là nhân phẩm đó ha, chứ không thể nào mà chuẩn hết 100% được anh chị. Mô hình phân bổ sẽ phức tạp, có trọng số và không tuyến tính để đảm bảo sự tham gia của bạn vào hệ sinh thái của chúng tôi sẽ được đền đáp. Tiêu chí Aerobe chi tiết sẽ được tiết lộ trong vòng 10 ngày tiếp theo trong một bài viết. Ảnh chụp nhanh chưa được chụp và bạn có thể tiếp tục chơi cho đến khi chúng tôi công bố ảnh chụp nhanh. Tức là nãy giờ là một trong những cái tiêu chí em đưa ra và khả năng nó có thể hoặc là không, nhưng cái tiêu chí cụ thể á, là trong vòng 10 ngày nữa họ sẽ công bố, lúc đó chúng ta sẽ biết thiếu cái nào, chưa làm cái nào thì mình làm nhé. Và ảnh chụp nhanh cũng chưa được luôn, nên cái việc chúng ta khai thác tận dụng thời gian này là cái việc chúng ta nên làm, nhưng mà đừng có lợi dụng bot hay là này kia là không nên anh chị nha. Một số chiến dịch lớn sẽ được triển khai vào tuần tiếp theo và quá trình đếm ngược cuối cùng hướng đến snapshot sẽ tiếp tục trong suốt tháng. Ngay sau snapshot chúng tôi sẽ phát hành trình kiểm tra airdrop tiếp theo là TGE. Thì họ nói là 30 tháng 10 nhưng mà không biết là họ có kéo dài thêm nữa hay không. Nhưng mà em nghĩ cuối tháng 10 cũng là một cái thời điểm hợp lý, lúc đó thị trường cũng tăng giá lên chị, thì chắc họ sẽ không có dạy đâu. Và cái dự án này thì nói về cái độ hút máu của cộng đồng, lợi dụng cộng đồng thì nó cũng không có nhiều, em thấy cũng không có nhiều, giống như thằng Hamster Combat, hay là Tắc Quáp, là nó là bắt cộng đồng xem video rồi giải thuật toán rồi các kiểu, là thấy là quá nhiều. Cái thứ hai nó trả airdrop thì nhỏ giọt đó, còn cái thằng này thì họ như vậy và họ cũng huy động được số lượng lớn và cái nhà đầu tư họ cũng ok, thì em nghĩ đến không đến nỗi đâu. Nói chung đây là một trong những dự án mà chúng ta có thể kiếm được tiền từ việc airdrop của chúng ta. Bây giờ chúng ta vào trong con bot anh chị. Anh chị thấy ở đây nè, khi chúng ta vào thì họ cũng có thông tin gas 15.000 spin, tức là sau cái này giống như là chúng ta phải mua, thì ở đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ liên quan. Thì cái việc chúng ta làm các kẹo airdrop cái phần trăm lúc nào cũng là free, còn cái việc mà chúng ta bỏ ra một ít vốn vào để chúng ta làm các nhiệm vụ liên quan thì cái này thì anh chị nào có khả năng thì chúng ta làm, không có thì chúng ta cày chai, chứ em không có khuyến khích là mua hay không mua nha. Tại vì họ cũng nói rồi, các điều kiện liên quan thì nó cũng sẽ nằm trong cái các nhiệm vụ, thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Thì cái này em cũng không mua nó, sao nè em cũng không mua luôn, thì 1.000 mấy sao này cũng bộn tiền anh chị, em cũng không biết bao nhiêu nhưng mà nói chung là cũng cũng tốn tiền đó. Cái thứ hai nữa, chúng ta check in hàng ngày nè, ở đây chúng ta sẽ nhận được 25 triệu phone điểm và chúng ta được cộng 500, cái phần này là cái phần để chúng ta quay. Nhưng mà anh chị chúng ta phải chấp vào một complex này liên kết với cái ví, thì chúng ta phải tốn một ít ton. Cái này em mới làm lần nhưng mà hiện tại trong quý em cũng hết ton, nên là nó sẽ thông báo là không đủ để giao dịch. Anh chị thấy nè, giao dịch chưa được xác nhận ha. Đó rồi, chúng ta sẽ nhấp vào dấu X phía trên bên phải. Còn cái việc cài chai thì thế này, dùng hai ba ngón tay chúng ta khai thác. Cái thứ hai nữa, chúng ta vào cái mục BOOSTRS, thì ở đây chúng ta cũng sẽ có một tab bot cho nó khai thác tự động, hình như là sau 3 tiếng chúng ta vào chúng ta nhận.
Rồi chúng ta tiếp tục mở. Thì ở đây em cũng có cái mục toolbar này khá là nhiều, nhưng mà thật sự nó cũng tốn thời gian nên là em cũng ít nữa. Cô anh chị nói sao nhiều vậy? Thì em khai thác nhiều này, một á, là em giới thiệu của bác anh chị mình từ những ngày đầu rồi. Em là một trong xin lỗi mọi người, em là một trong những người giới thiệu dự án này đầu tiên và cũng khai thác kiên trì. Cái thứ hai nữa thì bất cứ dự án nào cũng có phần trăm thưởng từ cái việc giới thiệu anh chị. Thì cô bác anh chị mình cũng biết rồi, cái một invite nè em giới thiệu là cũng là anh chị thấy vào 1.353, cũng có nhiều cô chú anh chị đã bỏ ha. Thì tùy theo mỗi người thôi, tùy theo mỗi người. Ở đây thì chúng ta còn các nhiệm vụ khác như là Lamborghini nè, rồi Premium nè, rồi cái nhiệm vụ shipping nè, rồi ton nè, rồi với bài nành nè. Còn ở đây có cái biểu tượng thì sẽ hợp giống như hộp thuốc là t-shirt, thì ở đây chúng ta sẽ quay, thì anh chị nhấp vào cái mục pin nè thì nó sẽ nhân lên, ví dụ nhân 5 nhân 10 thì mỗi lần chúng ta quay nó sẽ là 10 lần đó anh chị thấy không ạ. Đó tại vì cũng không, em cũng không dám sử dụng cái phần mà chỗ này nè, cái chỗ mấy cái rebox nè sử dụng nhiều quá cũng không, cũng sợ này kia anh chị, nói chung là cũng nguy hiểm. Rồi ở đây thì chị thấy có một rồi top, thì đây có những người khai thác được khá là nhiều chị nha, 567 tỷ trên là 5.000 luôn. Thì những người này thì có khi họ giới thiệu được nhiều cái hay nữa, họ có thể là họ họ biết họ dùng bot này kia, thì nói chung thì họ dự án họ sẽ lọc ra hết anh chị, top đầu nó chị thấy không, khá là nhiều. Rồi nói chung là cơ bản cái dự án này nó chỉ đến thế anh chị. Anh chị nhấp vào một cái lệnh ở đây thì anh chị nên là sao, chúng ta nên đó là đăng ký cái ví này, tức là chúng ta cho mình một cái ví để sau này có thể là dự án trả về đây chúng ta rút về sàn ha, là nó chạy trên cái mạng Linen Network nè, thì chúng ta chờ xem coi là họ sẽ chạy trên mạng nào với mạng nào nữa anh chị. Rồi có bạn chị nào thấy video này hữu ích đó, thì cho em một lượt like, đăng ký kênh nha, bật chuông thông báo để cập nhật những cái kèo miễn phí trên kênh YouTube của em. Ngoài ra anh chị có thể join vào trong cộng đồng Telegram của em, có hai nhóm, một nhóm là để chơi kèo, nhóm đó anh chị không nhắn tin tránh cái việc chúng ta bị trôi tin, em chỉ cập nhật những thông tin những cái kèo Europe. Còn nhóm thứ hai là trao đổi thông tin thì mọi người có thể trao đổi thoải mái anh chị ha, nhưng mà dân lịch sự ha. Còn những ai mà nói chung là không ok thì kích thẳng nha, cái đó là em nói trước. Rồi cô bác chị mình chúng ta coi mình còn thiếu cái nhiệm vụ nào, chưa làm cái nào thì chúng ta có thể làm thêm. Và tháng 10 này và tháng 11 bắt đầu sẽ có rất nhiều cái dự án sẽ bắt đầu trả Aerob để kịp tiến độ, thì chúng ta cố gắng chất chiêu nha anh chị nha.